Anh ơi, có người nói yêu em nhưng nói ở xa quá không mang lại hạnh phúc cho em, muốn em tìm người khác tốt hơn anh ấy. Đó là câu, là cái câu đó như thế này nè: anh không có yêu em. Ok, nếu mà đã gặp rồi mà quan hệ tình dục thì chắc em cũng hiểu lý do. Còn nếu như anh ta nói như vậy thì có nghĩa là anh không có yêu em, để thôi. Rồi em phải làm sao anh? Em cũng yêu anh ấy. Rồi nghe này là thấy tiêu mẹ rồi. Em ơi, anh ta không có yêu em mà em yêu anh ấy, có nghĩa là em đã đổ sớm quá, em bị rồi, em bây giờ bị tổn thương và sẽ bị mong đợi rồi bắt đầu hành xử sai, và nó làm hư tiếp con người em. Những cái kết nối thần kinh mà em đang có trong đầu nó nguy hiểm lắm luôn. Khi em nói nè em cũng yêu anh ấy, em phải làm sao? Nó nói lên là em đã ra những cái kết nối thần kinh và những chất truyền dẫn thần kinh dẫn tạo ra cái cảm giác fall love nó đã xảy ra trong em, và cái đó nó nguy hiểm vô cùng luôn. Anh nói một cách nghiêm túc luôn nha. Thứ nhất là vì đó mà người đàn ông nó không yêu được em rồi đó. Đó là cái lý do thứ nhất. Thứ hai là có thể là người đàn ông này không yêu em vì bản chất anh ta không có, anh ta chỉ đến vì một cái lý do gì đó lợi dụng thì hơi quá đáng, nhưng mà những cái tiện ích anh ta có, em cho anh ta xài hay đại loại vậy đó. Hoặc là em đổ quá sớm mà anh ta chưa bao giờ gặp em luôn, nhưng mà trong em á là chắc chắn đã có rất là nhiều những cái neuron thần kinh nó tạo ra cái sự kết nối, mà ở những cái đầu kết nối đó nó tiết ra những cái chất truyền dẫn thần kinh để dẫn tới cái cảm giác full love của em đối với anh ta. Chính vì vậy cho nên em nói em cũng yêu anh ấy. Thực ra khi người phụ nữ nói điều đó có nghĩa là yêu rất nhiều, là nó vào một cái trạng thái là nguy hiểm rồi, là vì ở đó, ở trong người em serotonin nó tụt, những cái chất truyền dẫn thần kinh tạo cảm giác yêu nó đã xảy ra, và rồi anh ta thì lại không yêu em và anh ta nói cái điều đó, thì lúc đó những cái kết nối đó đó bây giờ nó ra thêm, nó chuyển qua và nó ra thêm mà nó tiết ra những cái nhóm chất truyền dẫn thần kinh. Anh giả sử nha, cortisol chắc chắn là nó đang tiết ra trong em nữa nè, norepinephrine nè, epinephrine nè, hay là adrenaline, tức là những cái chất truyền dẫn thần kinh tạo ra cái cảm giác lo sợ bị mất đó, hồi hộp đó. Còn những cái kết nối mà nó tạo ra cái serotonin cho em ngày xưa để em có cảm giác lạc quan và hạnh phúc và bình an và vui vẻ đó, thì bây giờ nó lại giảm đi. Và cái nguy hiểm là chỗ này nè, những cái kết nối mới đó là những kết nối tổn thương, và nó liên tục làm cho em bị tổn thương và em liên tục sống trong quá khứ. Và cái nguy hiểm nữa là em sống trong quá khứ, ngày hôm qua, ngày hôm nay cũng sẽ vậy, tệ hơn chút, ngày mai cũng sẽ như vậy, tệ hơn chút. Nó có nghĩa là em đang định ra cái tương lai của em đó, số phận của em đó, mà nó kém hơn rất nhiều, là nó đi vào cái chỗ tổn thương. Bạn nào mà hiểu được cái đó trong cái lớp chữa lành và thiết kế cuộc sống với luật hấp dẫn á, bạn nào mà học cái đó rồi bạn thấy đây là một cái ví dụ như trong lớp mà chúng ta nói rất nhiều về cái phần đó, thì bạn này đang đi, bắt đầu đi trong cái lộ trình đó rồi đó, đã đi vài bước rồi đó. Cho nên em ơi, hiểu được cái đó em mới thấy rằng đi tiếp cái hướng đó chỉ có chết thôi. Ở đây không có gì là mối quan hệ đó, đây chỉ là nó giống như là một cái máy xay thịt người á, và em đang đúc cái chân vô rồi, em hỏi là em có nên đúc hết người em vô không, em vô đó em sẽ tổn thương vô cùng, sự tổn thương sẽ rất là lớn nha, tại vì anh ta rõ ràng là không có yêu em. Câu đó là câu thể hiện cực kỳ rõ nha, không có mơ hồ, không có đoán biết gì ở đây nữa nha, chắc là bị hốt xác rồi. Rồi anh ta thấy tụt cảm giác, anh ta thấy rồi xài thử rồi anh ta buông đó. Em kết hôn nay đã 1 năm nhưng chồng em không chia sẻ những gì anh ấy nghĩ hay những gì anh ấy làm. Anh Tuấn có thể giúp em làm thế nào để chồng em chia sẻ với em hả? Anh Tuấn cảm ơn anh. Em ơi, khi mà em nói làm thế nào để chồng em chia sẻ thì có nghĩa rằng ở em đang có sự mong đợi mà nó không xảy ra, và đó chính là sự tổn thương, và từ đó nó sẽ dẫn tới cái việc áp đặt hay là phán xét hay là gọi là control, tức là kiểm soát. Nè, như cái câu em nói là giúp em làm thế nào để chồng em chia sẻ, cái nguồn gốc của cái suy nghĩ đó nó là sự áp đặt đó, nó bắt đầu là sự kiểm soát. Em ơi, khi chồng em không chia sẻ với em thì có nghĩa là tình cảm của chồng em dành cho em rất là ít, rất là ít, có vậy thôi. Còn em kết hôn đã 1 năm thì có nghĩa rằng cái thời kỳ hẹn hò là tài le rồi. Ok, anh phải đưa cho em cái thực tế để em biết đường mà hiểu. Tại vì em cứ nghĩ là cái hôn nhân của em là tốt nhưng mà chồng em thì không chia sẻ, bây giờ có cách nào người ta chia sẻ không? Nó là trái đó. Khi chồng em không chia sẻ với em nó là một cái trái đắng đó. Thì coi lại cái chỗ gieo hạt. Ok. Thì cái đơn giản là chồng em không chia sẻ với em nó có nghĩa là cái hôn nhân em chất lượng rất là kém. Tại vì một cái hôn nhân chất lượng tốt, chồng ta nói là ôm vợ như là con Sam vậy đó. Đừng có nói tới chia sẻ. Ta nói người này anh muốn người cho anh, em muốn xài cái gì trên người anh cũng được luôn chứ chia sẻ. Còn trên người em là anh xài hết luôn. Hiểu không? Tức là người ta rất là gần gũi với nhau luôn á. Cho nên đó là cái dấu hiệu một cái hôn nhân chất lượng rất là kém. Mà mới có 1 năm, điều đó có nghĩa là cái thời kỳ hẹn hò tiêu rồi. Thường là những cái quan hệ tình dục sớm xảy ra rồi tụt cảm giác, rồi cưới vì có thể có con hay là có thể vì một cái lý do gì trách nhiệm hay gì đó,
rồi có thể có tổn thương, rồi hay là đổ sớm, hay là được sắp đặt hôn nhân, tức là một trong những hoặc là nhiều trong những lý do anh vừa nói để nó ra một cái hôn nhân mà chồng không có yêu vợ. Cho nên bây giờ chồng thì không yêu vợ mà em lại nói làm thế nào để chồng em chia sẻ với anh hả anh Tuấn? Em thấy trong đó cái câu trả lời cho em mà sẽ nó quay về gốc đúng không? Em phải thay đổi đúng không? Anh lại quay lại cái gốc nữa. Em phải là một người phụ nữ có sức hút, em phải là một người phụ nữ xinh đẹp. Nếu như anh nói em là một người phụ nữ xinh đẹp mà em phản ứng em nói em không đẹp được thì sao? Thì em ơi, một người phụ nữ mà không biết làm cho mình xinh đẹp thì mình là ai quyết định cái mình có? Gọi là phái đẹp mà không đẹp thì hơi căng. Và anh nói cái này không có tính phán xét, mà tất cả các bạn nữ đều có thể đẹp. Cho nên anh nói các bạn nên là một người phụ nữ xinh đẹp có nghĩa rằng các bạn hoàn toàn có thể, và các bạn nên làm điều đó cho mình. Một người phụ nữ mà xinh đẹp họ rất là tự tin. Một người phụ nữ mà làm cho mình xinh đẹp, họ sẽ cảm giác được một phần đáng kể của cái giá trị bản thân. Một người phụ nữ mà làm cho xinh đẹp, họ sẽ kết nối được với cái tâm hồn của mình tốt hơn. Ok, nó không phải tất cả nhưng mà nó tốt hơn. Cho nên là em nên làm cho em đẹp, em nên làm cho em nữ tính hơn, em nên làm tăng cái giá trị của mình, em nên biết cách xây dựng một cái hôn nhân, em nên biết cách sống cuộc sống người phụ nữ. Nếu chưa biết thì nên tìm hiểu đi. Tại vì tới lúc rồi đó, để cái hôn nhân tới mức này, anh nói cho em một cái này nghiêm túc, anh không muốn hù em, nhưng mà chắc em cũng nhận ra là nếu như chồng em mà không có cái connection với em như vậy thì cái này, cái hôn nhân nó lãng mạn coi như không có gì luôn rồi đó. Sự tôn trọng thì anh không biết, nhưng mà sự kết nối là hoàn toàn không có. Mà em tưởng tượng một cái hôn nhân mà hai thứ cực kỳ quan trọng đó mà nó không có, thì em sẽ thấy nè, ngoại tình là điều hiển nhiên, ngoại tình là điều logic, mặc dù nó đau đớn nhưng mà nó là logic, hiểu không? Giống như nhà đổ xăng đổ dầu ra rồi ngồi chơi lửa đốt pháo bông ở trong nhà thì cháy cái nhà là điều logic. Nó không phải là điều tốt nhưng mà nó điều logic, và những cái đó là mình tạo ra. Cho nên không có cách để chồng em chia sẻ, nhưng nếu như em làm được chồng em và cái hôn nhân của em tốt đẹp và chồng em có tình cảm với em thì lúc đó nó đã có sự chia sẻ. Tại vì cái sự chia sẻ đó chính là trái đó. Nó là trái đó chứ nó không phải là gieo. Cái kết nó là kết quả của cái tạo ra một cái hôn nhân tốt đẹp. Ok không? Cho nên anh trả lời lại nha. Em phải thay đổi. Và ở hiện tại hình như em chưa biết nên thay đổi cái gì. Cho nên khuyến khích em tìm hiểu cái đó thì mình thay đổi đó. Thứ hai là phải xây dựng lại cái mối quan hệ đi. Một mới có một năm mà chất lượng tả như vậy hơi căng á. Anh ơi, quen một tháng gặp nhau 4 lần vào cuối tuần. À, tức là mỗi cuối tuần gặp lần, do cả hai khá bận nên nhắn tin qua lại hàng ngày ít thì sao không ạ? À, theo em tả nha, đó là cái người đàn ông nó rung động yếu đó, hoặc là không có rung động, rung động chứ không phải là bận nhắn tin qua lại ít đâu. Người đàn ông người ta rung động không có chuyện bận mà không nhắn tin, người ta gặp luôn chứ không có chuyện khái niệm nhắn tin luôn. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh, còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe, sau đó là hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn, mỗi lần có video mới bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.